chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác về 5 ngày vàng cực, may cực đỏ, phát tài cực mạnh, đúng trong tháng 10 âm lịch 2024, giúp tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, may mắn liên tiếp, rất dễ trúng số, gánh lộc về nhà, tiền vàng nhét chật két, đổi đời cực giàu có, cuối năm ăn Tết linh đình. Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 thân mến, có đôi lời tâm tư như thế này mà Nhâm Tý cần phải biết. Lắm lúc lại là thứ khiến bản thân mình đau lòng nhất, tổn thương nhất, mỏi mệt nhất, suy tư nhất, về cái thế gian chỉ đòi hỏi thêm, chứ ít khi trả lại. Cứ mãi chịu đựng đến bao giờ, cứ mãi liều lĩnh, mãi hy sinh, vì lợi ích tiếng cười của số đông, mà lại khiến bản thân trở thành số ít. Thực sự thiệt thòi, cô độc trong đêm, vì đâu biết phải là người tổn thương nhất, lại là người tử tế nhất, chẳng phải đáng buồn lắm hay sao? Đừng để tâm trí của tuổi Nhâm Tý, vui buồn của tuổi Nhâm Tý, nụ cười của tuổi Nhâm Tý phụ thuộc vào lời nói hay tâm tình, sự ngọt nhạt của người khác. Đúng tháng 10 âm lịch này, bản mệnh Nhâm Tý sẽ nhận lại tất cả những gì mà họ đáng được nhận, những vinh hoa phú quý, giàu sang hay bị tiểu nhân thị phi cản đường bấy lâu nay, cũng đến lúc tự thành. Anh chị tuổi Nhâm Tý muốn biết cụ thể như thế nào, hãy để Minh Đường Tử Vi tiết lộ bí mật ngay dưới video dưới đây. Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, đừng nghĩ đơn giản, đeo một hai đồ phong thủy, mua một vài đồ phù trú, hay mang đi cầu cúng, làm mũi làm mày, có thể thay đi số tự thành vinh hoa mà đổi dễ thế đâu, đời ai cũng vất vả ngược xuôi. Từ xưa đến nay, chỉ có đức năng mới có thể thắng số năng, đây chính là những người năng nổ chuyên cần, là những người chăm chỉ, nhiệt huyết, bền bỉ nỗ lực không ngừng, cùng thiện tâm và cống hiến, thì mới để thế vận đi lên. Còn đâu mọi thứ đều tuân theo nhân quả, đáng được hưởng đó, đáng bị chịu, thì phải chịu, đó là cái quý anh chị tuổi Nhâm Tý biết không? Có một câu chuyện như thế này, rằng trong một ngôi làng, có một đợt hạn hán, dân làng quyết định sẽ lập đàn để tế cầu mưa, hôm sau tất cả mọi người đều tập trung để làm lễ. Duy nhất chỉ có một cậu bé mang theo ô và ủng đi, mới thấy được gọi là niềm tin tuyệt đối, mà chiêm tinh học từng rất thích cái sự tin tuyệt đối của Nhâm Tý. Tin vào bản thân, tin vào bản tâm, tin vào bản tính, tin rằng chỉ cần ta muốn sẽ làm được, chỉ cần ta thích ắt vũ trụ sẽ xoay dần mà chung sức giúp ta một tay. Chiêm tinh học từng rất thích cái sự ngông cuồng, cái sự thẳng thắn, cái sự luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh của con giáp này, mọi thứ có thể hơi lu mờ vì đời dùi dập chút ít. Nhưng chiêm tinh học biết sâu ở bên trong, trong một tuổi Nhâm Tý, luôn có sự tự tin vào cái bất phàm của chính mình, nên trong giai đoạn này, hãy chăm chỉ hết sức cố gắng, nỗ lực, hãy tìm lại niềm vui rồi yên tâm mà bước tiếp. Đây chính là một giai đoạn quan trọng của một đoạn văn hóa cuộc đời, mà anh chị tầm thường, hay được như bản thân anh chị mong muốn, nên xin anh chị hãy cố hết mình, để có một đời bất hối, cháy nhiệt tình để có một sự thành tựu vinh hoa. Và hãy nhớ trong cuộc đời của anh chị, chưa bao giờ anh chị cố hết mình vì điều gì cả, thì nay tại sao lại không thử dùng cái bất phàm ẩn chứa mặt trời ban, sau đấy cố hết mình xây dựng lại một điều gì đó khiến bản thân mình nhầm lẫn, ở đời người phải trầm trồ si mê. Cuối tuần này chính là thời điểm vận trình của người tuổi Nhâm Tý chịu sự chi phối của nhiều các tinh và cả hung tinh, chính vì thế biến động khá bất định, khó lường. Về việc tốt nhất của anh chị có thể làm lúc này là tập trung vào công việc của bản thân, suy nghĩ tích cực, rồi mọi chuyện sẽ dần đi theo hướng tốt lành trên mọi phương diện. Người tuổi Nhâm Tý có một sự hấp dẫn lạ lùng, được mọi người yêu mến, hiểu biết hệt như chú chuột Mickey do Disney sáng tạo ra. Có thể anh ta rất thẳng thắn, là người thành thật, nhưng chính những hành động thân thiết của anh ta thường khiến bạn cảm thấy rất gò bó. Người tuổi Nhâm Tý rất dễ gần, cần cù sinh hoạt tiết kiệm. Bề ngoài người tuổi Nhâm Tý có thể tỏ vẻ trầm lắng ít lời, nhưng trên thực tế lại khác, anh ta không lặng lẽ như vẻ bề ngoài. Thực ra, anh ta rất dễ bị kích động, song có khả năng kiềm chế bản thân. Điểm này chính là nguyên nhân khiến anh ta được đánh giá cao và có nhiều bạn bè. Tính cách của người tuổi Nhâm Tý thường rộng rãi, thoáng mát, vui vẻ và giỏi giao thiệp. Nói chung, họ thích kết nhóm, tụ hội và tham gia vào những tổ chức khác của nhóm mình. Theo thói quen, bạn luôn có thể tìm thấy anh ta trong nhóm bạn bè hoặc đồng nghiệp thân thiết. Anh ta thích tham dự vào mọi chuyện và tỏ ra rất thân thiện. Người tuổi Nhâm Tý rất trân trọng mối quan hệ với bạn bè. Nếu bạn phát hiện anh ta gắn liền với cuộc sống của ai,
Đó chính vì khi anh ta có tình cảm tốt với người nào đó thì rất khó thoát khỏi cái tình cảm quyến luyến mãnh liệt. Tuy nhiên, người ta không thể biết chính xác lập trường của anh ta, mức độ tình yêu của anh ta, chỉ có thể xếp sau sự nhạy bén và bản tính thích tiền. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 10 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch. Các tinh tề tựu, nhiều chuyển biến tốt đẹp, nhờ có nhiều các tinh tề tựu. Đây có thể coi là một tháng với nhiều chuyển biến tốt đẹp đến với con giáp này, hầu hết tất cả các phương diện đều có tin vui báo về. Nhìn chung, tháng này vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, bản mệnh có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng thì thành công sẽ đến. Tam hội còn đảm bảo các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ kịp thời khi khó khăn. Mặc dù vẫn có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình mong muốn sẽ mang lại kết quả tích cực, mọi thứ ngày càng thuận lợi, tài vận cũng tươi sáng hơn hẳn. Đặc biệt là thứ tài khởi phát mạnh, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bản mệnh. Các nguồn thu nhập ngoài luồng tăng lên, bạn dễ nhận được khoản tiền bất ngờ. Tháng có đào hoa chiếu mệnh, còn mang tới nhiều hỷ sự bất ngờ, nhân duyên tốt lành, giúp người độc thân đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tình yêu cho mình. Hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị, tình cảm lứa đôi ổn định và dạng tròn. Về phương diện sức khỏe, tuổi Nhâm Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 10 âm lịch này. Bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Tử vi sự nghiệp. Bước sang tháng 10 âm lịch, công việc của người tuổi Nhâm Tý trở nên hanh thông và thuận lợi hơn vô cùng, gặt hái không ít thành quả tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội cho bản mệnh bứt phá vào cuối năm nay. Thời điểm này, hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch còn đang dang dở đều được bản mệnh giải quyết ổn thỏa và gọn gàng. Công việc mới cũng không thể làm khó được bạn, bởi những kinh nghiệm sẵn có, bạn hoàn toàn tự tin để phát huy năng lực của bản thân. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng thì thành công sẽ đến. Đặc biệt, có tam hội xuất hiện, lại thêm thiên đức các tinh hỗ trợ, các mối quan hệ xã giao của bạn hiện tại vẫn đang duy trì ở mức hài hòa. Nhờ vậy, bạn sẽ có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Cũng bởi bạn biết cách đối nhân xử thế hợp lý, nên bên cạnh đó luôn có những người bạn, người đối tác, cộng sự nhiệt tình và hết lòng. Nhiều thuận lợi là thế, song không có nghĩa là tháng này bạn không có nguy cơ đối mặt với rủi ro. Nhất là khi nguyệt lệnh lâm tuyệt, vận tiểu nhân vẫn luôn rình rập, nhắc nhở con giáp này chứ dội đắc ý hay ngủ quên trên chiến thắng mà chủ quan lơ là. Chỉ cần bạn luôn giữ thái độ khiêm tốn đúng mực, làm việc chăm chỉ thì dù có tiểu nhân quấy phá cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình mong muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Tử vi tài lộc. Xem tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch thấy rằng tuổi Nhâm Tý bước sang tháng 10 âm sẽ có tin vui về đường tài lộc. Con giáp này được thiên tài trợ mệnh, nhờ vậy mà các vấn đề về kinh tế được giải quyết, bản mệnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt, nên cũng có thể kiếm được nhiều thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải thời cơ thích hợp. Dù vậy, phần lớn thu nhập của bạn trong tháng này đến từ nghề tay trái, hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Kinh doanh buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội để thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần bạn đưa ra sự lựa chọn sáng suốt và quyết đoán, sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này, càng nên kiên trì, duy trì cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá độ. Ngoài ra, không nên mang theo quá nhiều đồ quý giá, kẻo bị mất trộm. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nhiều những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt. Vì vậy trớ nên chủ quan, làm gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tham lam chỉ khiến cả bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho người khác vay mượn tiền, để tránh một đi không trở lại.
Tháng này, bát bạch tài tinh bay vào hướng chính tây. Đây được coi là phương vị dưỡng tài khí. Tại phương vị này, bạn có thể trưng biểu tượng cóc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh, buôn bán thêm phần thuận lợi, dễ phát tài phát lộc. Tử vi tình duyên. Về phương diện tình duyên, tháng 10 năm 2023 âm lịch cũng đánh dấu những bước chuyển biến tích cực về nhân duyên và tình cảm của người tuổi Tý. Bách diệt chủ đào hoa độ mệnh, con giáp này tha hồ đón tin vui và hỷ khí ngập tràn, thời cơ sẽ đến, bản mệnh vẫn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy lương duyên. Có thể chặng đường để hai người đi đến hạnh phúc và hôn nhân vẫn còn xa, nhưng đâu có hề gì, khi mà chúng ta được trải nghiệm cảm giác yêu và được yêu, hãy trân trọng từng ngày sống trong tình yêu. Tình cảm lứa đôi ổn định và dạng tròn, vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Tháng này, ở phương vị chính nam trong nhà, nơi có sao nhất bạch chủ đào hoa cư ngụ, bạn nên hạn chế để đồ màu đỏ. Điều đó có thể giúp bạn hạn chế bớt những trận tranh cãi, mâu thuẫn giữa vợ chồng. Tử vi sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý không có gì đáng lo ngại. Trong tháng 10 âm lịch này, bạn hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, hoặc đi du lịch khám phá những vùng đất mới thú vị. Nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Tuy vậy, thủy khí dưỡng cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe những chú chuột cũng sẽ sụt giảm ở phương vị khác. Cụ thể ở đây là dễ gặp vấn đề về thận, cần lưu ý thăm khám khi thấy có dấu hiệu bất thường. Tử vi hàng tuần của tuổi Nhâm Tý 1972, trong tháng 10 âm lịch năm 2023. Tuần đầu tiên, từ ngày 13 tháng 11 đến 20 tháng 11 dương lịch. Tuần mới hứa hẹn những tiếng cười rộn rã từ nơi công sở cho tới về nhà, thậm chí có những người còn nhận được phần thưởng, được ghi nhận trong công việc của mình. Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Nhâm Tý khá vui tươi và rực rỡ trong tuần này. Hai người vui vẻ bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai là cùng hỗ trợ nhau thực hiện. Ảnh hưởng của thiên cẩu hung tinh cho nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút. Bạn chờ nên chủ quan với những vết thương, sưng tấy nhỏ vì có thể là nguyên nhân khiến bạn phải nhập viện. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận trong ăn nói, kẻo rước họa thị phi vào nhà. May mắn là trong tuần này có thiên đức ghé thăm, mang lại tài lộc, tiền bạc rực rỡ cho bản mệnh. Nhiều người có được nguồn thu đáng kể từ việc làm thêm, từ công việc phụ hoặc hỗ trợ ai đó trong khoảng thời gian ngắn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: thân, hợi, sửu. Con số may mắn: nam 7, 72, 35 và 69, nữ 8, 15, 81 và 22. Tuần thứ hai, từ 21 tháng 11 tới 27 tháng 11 dương lịch. Tuần mới bạn được hỗ trợ khá nhiều trong công việc, dù gặp khó khăn nào cũng ngay lập tức có người giúp sức, nhờ thế mà vận trình sự nghiệp không có chướng ngại nào quá lớn. Hơn nữa, bạn cũng khá cởi mở và biết lắng nghe những ý kiến đóng góp của mọi người, lại có thêm thiên ấn xuất hiện từ đầu tuần, nên bản mệnh có thể lên kế hoạch cho những việc làm cần trong tuần, nhờ thế mà bạn rất tập trung, có thể cuối tuần còn có chút thành tích đáng kể nữa đấy. Người tuổi Nhâm Tý từng mong đợi quá nhiều vào chuyện tình cảm của mình trong tuần này. Chính cách cư xử không phù hợp của bạn đang để cả hai người ra xa. Tuy nhiên, chớ nên để xảy ra trường hợp chiến tranh lạnh, vì đó có thể là nguyên nhân gây ra rạn nứt lớn đấy nhé. Nhờ có các tinh tử vi nên dù vận trình công việc bận rộn, nhưng bù lại bạn được trợ lực sự nghiệp, tài lộc hanh thông. Vấn đề về tài chính có nhiều dấu hiệu khả quan nên sẽ an ủi phần nào. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, vàng. Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Tỵ. Con số may mắn: nam 4, 34, 49 và 97,
nữ 2, 78, 63 và 01. Tuần thứ 3, từ ngày 28 tháng 11 tới mùng 4 tháng 12 dương lịch. Tuần mới chính là thời điểm thích hợp để bạn đề xuất những ý tưởng táo bạo. Biết đâu điều đó sẽ giúp bạn lọt vào mắt xanh của cấp trên và mọi nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Thương quan xuất hiện vào tuần đầu, khiến bạn từng muốn từ bỏ hy vọng, nhưng bạn biết động viên để bản thân tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Mọi thứ chỉ bớt khó khăn hơn, nhưng miễn là trong tầm kiểm soát của bạn, thì đừng lo lắng quá nhé. Đây cũng là thời điểm để bạn hâm nóng tình cảm với nửa kia, bằng một duo tối lãng mạn, việc trò chuyện cùng nhau sẽ giúp cả hai gắn kết về mặt tinh thần, cũng như đồng điệu về mọi quan điểm. Người tuổi Nhâm Tý nhất định phải thận trọng vào các quyết định về tài chính trong ngày xuất hiện đại hao như hôm nay. Chỉ cần quyết định sai là bạn có thể mất một số tiền lớn. Nhớ cảnh giác với những người bạn lâu ngày tự nhiên liên lạc lại nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 20 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Tý, Tuất, Hợi, con số may mắn, nam, 4, 49, 72 và 34, nữ, 2, 88, 08 và 15. Tuần cuối cùng, từ ngày mùng 5 tháng 12 tới 11 tháng 12 dương lịch. Lời khuyên tốt nhất dành cho con giáp tuổi Nhâm Tý tuần này, đó là hãy kiên nhẫn chờ đợi tin tức, hoặc đến khi mọi chuyện lắng xuống, bù lại. Về mặt công việc, bản mệnh sẽ có cơ hội được thăng chức hoặc tăng lương. Tỷ kiên xuất hiện vào tuần đầu, ngăn cản rất nhiều kế hoạch của bản mệnh đã đề ra từ trước. Thay vì đợi cho sự cố xảy ra, thì nên bên trên chủ động để thích nghi, thay đổi hoàn toàn với cảnh thực tế, hạn chế tối thiểu các sai sót xảy ra. Vận trình tình cảm đang đi xuống, khi hai người đang thiếu đi sự thấu hiểu, có vẻ mối quan tâm lớn nhất trong tuần lễ mới sẽ là hướng về gia đình. Sự bất đồng quan điểm giữa bạn và người thân cũng đang khá căng thẳng. Vì vậy, hãy tiết chế cảm xúc và cẩn thận lời nói. Ảnh hưởng của tiểu hao khiến bạn dễ có những quyết định sai trong chuyện tiền nong. Nhưng nhìn theo khía cạnh tích cực thì đó chỉ là khoản nhỏ. Bạn biết cách gia tăng thu nhập để bù đắp những gì đã mất, thế nên đừng buồn quá nhé. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: xanh rêu, ghi, quý nhân phù trợ, Hợi, Dần, Mùi, con số may mắn: nam, 1, 56, 67 và 80, nữ, 5, 12, 38 và 72. Dần, quý vị thân mến. Rất nhiều quý vị khán thính giả đặt ra câu hỏi cho Minh Đường Tử Vi rằng tại sao sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm mà vận số mỗi người lại khác nhau, người thì giàu nước đố đổ dách, kẻ lại nghèo hèn hết phần thiên hạ. Vậy xin trả lời quý vị như sau: tuy rằng sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, thậm chí là anh em sinh đôi cùng cha cùng mẹ, cùng sống chung một môi trường, dưới một mái nhà, mỗi người một số phận khác nhau, bởi do sinh khác giờ nhau, mỗi giờ sinh lại ứng với từng chòm sao chiếu mệnh khác nhau, nên vận số cũng khác nhau. Dưới đây Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết vận số của từng giờ sinh theo thuyết tử vi ngũ hành như sau. Tuổi Tý sinh vào giờ nào thì vận số tốt? Sinh giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nếu kết hôn muộn chuyện con cái không được thuận lợi như ý. Sinh giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Thường là người tài cao, có số đi xa, đào hoa và ít bạn, số hợp với nữ giới, không hợp với nam giới. Trong cuộc sống này, hay gặp phải những điều không may mắn như bị kiện tụng tranh chấp. Sinh giờ Dần, từ 3 giờ đến 5 giờ. Sự nghiệp thành công, nhà cao cửa rộng, gặp hung thường được hóa giải. Số hợp với nam, không hợp với nữ, xem tử vi tình yêu để biết thêm chi tiết. Sinh giờ Mão, từ 5 giờ đến 7 giờ. Là người táo bạo dũng cảm, gan dạ, tuy sự nghiệp không phát triển cao, nhưng vẫn được người khác nể trọng, khâm phục. Sinh giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ. Là người thiếu kiên định, sống phải xa quê hương, tuy nhiên, cuộc sống khá thuận lợi, được hưởng phúc lộc trọn vẹn. Sinh giờ Tỵ, từ 9 giờ đến 11 giờ. Họ ít may mắn trong cuộc sống, là người nghĩ một đằng làm một nẻo, số phải đi nhiều,
nên đề phòng thất bại trong cuộc sống và đường công danh. Sinh giờ Ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ. Số nhàn nhã, gia đình phong lưu, tài vận tốt, tuy nhiên hay gặp dạ miệng và tiếng oan. Sinh giờ Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ. Là người thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát, cuộc sống gia đình bình thường, sự nghiệp lúc thành lúc bại. Sinh giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ. Số thuận buồm xuôi gió, tuy có lúc tổn hại tài sản nhưng vẫn giữ được thanh danh đến cuối đời. Sinh giờ Dậu, từ 17 giờ đến 19 giờ. Số hưởng phúc, con cái đông vui, cuộc sống ấm êm, tuy nhiên cần đề phòng tai nạn sông nước. Sinh giờ Tuất, từ 19 giờ đến 21 giờ. Là người ít gặp may mắn trong cuộc sống, nên nhẫn nhịn trong giao tiếp và biết chờ thời cơ tiến lên. Sinh giờ Hợi, từ 21 giờ đến 23 giờ. Là người có quyền chức nhưng lại gặp rất nhiều bất lợi trong mối quan hệ với mọi người, nên giữ gìn thân thể đề phòng tai nạn và ngộ độc thực phẩm. Tuổi Tý sinh ngày nào thì vận số tốt? Sinh ngày Tý, nhờ có sao thiên tướng chiếu mệnh, vì vậy ai sinh vào giờ này đều có số xuất ngoại, làm ăn phát đạt, rạng rỡ tổ tông, con cháu họ tộc được nhờ giả. Sinh ngày Sửu, do Tý rất hợp với Sửu, nên người tuổi Tý sinh vào ngày này, gia đình sẽ được hòa thuận và hạnh phúc. Sinh ngày Dần, ngày này có sao Dịch Mã chiếu mệnh, nên số phải bôn ba, tha phương cầu thực. Sinh ngày Mão, được số tổ tiên phù hộ, một cuộc đời an hưởng phúc lộc, vợ chồng hòa thuận. Sinh ngày Thìn, do được sao qua cái chiếu mệnh, nên thông minh, nhanh nhẹn hơn người, có thể đỗ đạt cao. Sinh ngày Tỵ, ngày này cần cẩn thận trong việc đi lại và chú ý trong cách ăn mặc của mình. Sinh ngày Ngọ, vì Tý, Ngọ nằm trong trực xung, nên hay gặp chuyện bất lợi, cần đề phòng tai nạn. Sinh ngày Mùi, số khắc con cái, những người này cần nghiêm nghị hơn trong quan hệ gia đình. Sinh ngày Thân, đây là mẫu người hiếu thảo, hết lòng phụng dưỡng lúc cha mẹ. Sinh ngày Dậu, là người phong lưu, tài tử đào hoa, tướng mệnh tốt đẹp. Sinh ngày Tuất, là mẫu người độc lập tự cường, nhưng không giỏi giao tiếp. Sinh ngày Hợi, cuộc sống nhiều phiền muộn. Tuổi Tý sinh vào tháng nào thì có vận số tốt? Sinh tháng 1 âm lịch, tháng Dần. Tuổi Tý sinh vào tiết xuân thường có tài, nên cuộc sống vật chất đầy đủ. Tuy nhiên do bản tính tự cao, bảo thủ, nên luôn cho rằng những gì mình thích làm điều đúng, nên cuộc sống không được như ý. Bên cạnh đó, thời thanh niên họ rất ham chơi, lười biếng thụ động, nên ngoài 35 tuổi mới thành đạt trong sự nghiệp. Sinh tháng 2, tháng Mão. Là người nhút nhát, ôn hòa nhã nhặn, quan hệ rộng, tuy không thích sự sôi động, nhưng lại có duyên kết giao với quý nhân. Số ít may mắn, hay gặp vất vả và nhiều nỗi lo âu, nếu thiên về sự nghiệp văn chương, sẽ có cơ hội nổi tiếng. Sinh tháng 3, tháng Thìn. Là người độc lập, sống nội tâm, tuy có tài lộc nhưng lại luôn cảm thấy sự hư không, ít được nhờ bạn bè. Ngược lại, đôi khi không còn bị bạn bè hãm hại, cần đề phòng những chuyện không hay có thể xảy ra. Sinh tháng 4, tháng Tỵ. Là người sống lãng mạn, si tình và thường không làm chủ được bản thân, có quan hệ xã hội rộng rãi, có số thanh đạm nhưng nhiều nguy nan, cần đề phòng tiểu nhân quấy phá. Sinh tháng 5, tháng Ngọ. Là người có tinh thần tự lập cao, được nhiều người khâm phục, số giàu có nhưng được hưởng phúc muộn. Sinh tháng 6, tháng Mùi. Là người thông minh, khoáng đạt, đường công danh sự nghiệp rộng mở, cả đời phúc lộc hơn bạn bè. Tuy nhiên, họ lại thích làm những việc vượt quá khả năng, nên hay chuốc lấy thất bại. Tuy trong công việc dễ xảy ra xung đột với cấp trên, nên đề phòng bệnh tật do thời tiết nóng bức, tốt nhất nên sống ở nơi có nguồn nước mát mẻ. Sinh tháng 7, tháng Thân. Là người có khí chất kiên cường, nhưng lại rất ôn hòa, nội tâm phong phú, suy nghĩ kín đáo, được lộc trời cho, sống no đủ. Trung niên phát đạt, cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, trong công việc lớn cần có sự khoan dung, rộng lượng mới thành. Sinh tháng 8, tháng Dậu. Là người thông minh, tài trí hơn người, nhạy bén, quan hệ rộng, thành đạt, số được quý nhân phù trợ. Gặp việc không như ý, cần nhẫn nhịn tất sẽ thành. Nếu là nam giới có số đào hoa, là nữ giới thì duyên dáng đức hạnh. Sinh tháng 9, tháng Tuất. Tuổi Tý sinh tháng này, thường là người trung thực,
cẩn trọng nhạy cảm, nhưng lại không muốn giao tiếp rộng. Họ giỏi kiếm tiền, tự thân lập nghiệp, có thiên hướng làm chỉ huy, nhưng lại thiếu tự tin vào bản thân. Sinh tháng 10, tháng Hợi, là người biết nhìn xa trông rộng, có khả năng phán đoán tốt, tự lập. Nếu là nam giới thì tự tin trước phụ nữ. Cuộc sống vất vả không ổn định, để tuột mất cơ hội tốt. Ngoài 30 tuổi mới có sự nghiệp cho riêng mình. Sinh tháng 11, tháng Tý, là người độc đoán bảo thủ, ít mối quan hệ, cuộc sống bình an, ít người đối địch. Tuy sự nghiệp đến muộn nhưng lại rất thành công. Sinh tháng 12 âm lịch, tháng Sửu, tuổi Tý sinh vào tiết Tiểu Hàn, là người nhiệt tình, luôn bận rộn trong công việc, cuộc sống no đủ, an khang thịnh vượng, cả đời hưởng phúc. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là dương cao dương xa, nhưng thật chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa rồi bồi về cho gốc rễ. Ta bồi về cho nhân tâm ta, ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta. Vậy nên, ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần. Những ai tu luyện được những giáo lý trên rồi đem nó giáo hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báo sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Quý cô bác tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thân mến, để giúp cô bác nắm rõ hơn về những ngày cần chú ý trong tháng 10 âm lịch 2024 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem những ngày nào là cát lợi, mang lại may mắn và ngày nào cần tránh để mọi việc được thuận buồm xuôi gió hơn nhé. Dưới đây là các ngày tốt trong tháng 10 âm lịch 2024 cho tuổi Nhâm Tý sinh 1972, để cô bác có thể tận dụng tiến hành những công việc quan trọng, mang lại may mắn và thành công. Ngày mùng 6, ngày 12, ngày 15 và ngày 20 tháng 10 âm lịch, chi tiết cụ thể như sau. Ngày mùng 6 tháng 10 âm lịch, tức ngày 6 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Ngày này tốt cho công việc khởi dựng sự nghiệp. Ngày mùng 6 là một trong những ngày cát lợi đầu tháng, rất thích hợp cho những cô bác còn đang làm việc hoặc có dự định quan trọng liên quan đến kinh doanh và đầu tư. Với những người tuổi Nhâm Tý vẫn còn tham gia vào các dự án hay công việc, đây là thời điểm mà tinh thần sáng suốt, khả năng phân tích nhạy bén, giúp cô bác đưa ra những quyết định sáng suốt. Nếu có kế hoạch ký kết hợp đồng hay hợp tác với đối tác mới, hãy lựa chọn ngày này để tiến hành, vì vận khí tốt sẽ mang lại nhiều thuận lợi và thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, thì ngày mùng 6 cũng mang lại nguồn năng lượng tích cực, khuyến khích cô bác tham gia vào các hoạt động xã hội, cộng đồng hoặc công tác từ thiện. Đây không chỉ là cách giúp bản thân cảm thấy có ích, mà còn tạo dựng được những mối quan hệ mới, củng cố tinh thần lạc quan và vui vẻ. Tài lộc ngày này được dự báo sẽ có những tiến triển tích cực đối với những người đang đầu tư kinh doanh. Việc thu về lợi nhuận là rất khả quan, cô bác có thể cân nhắc mở rộng kinh doanh và đầu tư thêm hoặc thử sức trong các lĩnh vực mới. Tuy nhiên, dù ngày này là ngày cát lợi, nhưng cô bác vẫn nên cẩn trọng, tránh quá tham vọng mà đầu tư vào những lĩnh vực không nắm chắc. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính đến từ các khoản hỗ trợ của gia đình và con cháu cũng ổn định, tuy không có biến động lớn, nhưng ngày này có thể nhận được những tin vui bất ngờ về tiền bạc từ các khoản tích lũy hoặc con cháu biếu tặng. Gia đạo trong ngày mùng 6 âm lịch. Ngày mùng 6 là thời điểm tốt để cô bác dành thời gian bên gia đình, hâm nóng tình cảm với con cháu. Những buổi sum họp gia đình vào ngày này sẽ diễn ra trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Cô bác nên tổ chức các hoạt động gia đình như bữa cơm chung hay chia sẻ những câu chuyện cũ để kết nối tình cảm thêm bền chặt. Nếu có những khúc mắc trước đó trong gia đình, đây cũng là thời điểm lý tưởng để hóa giải, giúp không khí trở nên hòa thuận, êm ấm hơn. Sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này được đánh giá khá tốt. Tuy nhiên, cô bác vẫn cần chú ý chăm sóc bản thân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến xương khớp do thời tiết chuyển mùa. Một chút vận động nhẹ nhàng như đi bộ, dưỡng sinh sẽ rất tốt cho sức khỏe. Đừng quên duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tránh căng thẳng. Tiếp theo là ngày 12 tháng 10 âm lịch, tức ngày 12 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Dần, Thìn, Dậu, Hợi. Ngày 12 rất vượng tài lộc, may mắn trong gia đình và sự nghiệp. Với những ai vẫn còn tham gia công việc, ngày 12 âm lịch là một ngày lý tưởng để thúc đẩy các dự án dang dở. Công việc diễn ra suôn sẻ, các trở ngại trước đây sẽ dần được tháo gỡ nhờ sự giúp đỡ từ đồng nghiệp hoặc những người có uy tín trong lĩnh vực làm việc của cô bác.
Đây cũng là thời điểm thích hợp để khởi động các ý tưởng mới hoặc thử nghiệm các hướng đi mới mà trước đó còn do dự. Tài lộc. Trong ngày 12 âm lịch được coi là ngày may mắn về tài lộc, những cô bác đang kinh doanh có thể thấy tài chính tăng trưởng, các khoản đầu tư mang lại lợi nhuận khả quan. Đặc biệt, nếu cô bác có kế hoạch mua sắm hoặc chi tiêu cho những món đồ lớn, đây là thời điểm tốt để thực hiện mà không lo gặp rủi ro tài chính. Đối với những người đang nghỉ hưu, cô bác có thể nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ con cháu hoặc có những khoản thu bất ngờ từ các nguồn tài chính cũ. Đây cũng là thời điểm cô bác nên suy nghĩ đến việc tích lũy tài chính cho các kế hoạch lâu dài hoặc đóng góp vào các quỹ từ thiện. Về gia đạo. Ngày 12 âm lịch là một ngày mang lại sự vui vẻ và hạnh phúc trong gia đình. Đây là thời điểm thích hợp để gia đình sum họp. Cô bác có thể tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ, cùng con cháu chia sẻ những kỷ niệm và câu chuyện gia đình. Ngày này cũng là dịp tốt để hàn gắn những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, giúp tình cảm gia đình thêm bền chặt. Về sức khỏe. Ngày 12 âm lịch, sức khỏe của cô bác khá ổn định. Tuy nhiên, nên chú ý đến việc giữ ấm cơ thể vào những ngày lạnh, đặc biệt là về đêm. Cô bác cũng cần duy trì lối sống lành mạnh, tập trung vào chế độ dinh dưỡng, tránh các thực phẩm có hại cho sức khỏe. Thể dục thể thao vừa phải sẽ giúp cô bác cảm thấy thoải mái và thư thái hơn. Ngày 15 tháng 10 âm lịch, tức ngày 15 tháng 11 năm 2024 dương lịch, giờ tốt là Tý, Sửu, Thìn, Kỷ, Mùi, Tuất. Ngày này tốt cho công việc và gia đình. Về sự nghiệp. Ngày 15 âm lịch là một ngày thuận lợi cho những ai đang làm việc hoặc có dự định khởi sự công việc mới. Đây là thời điểm mà cô bác có thể bắt đầu những dự án quan trọng hoặc đưa ra những quyết định lớn liên quan đến sự nghiệp. Nếu có vấn đề nào cần giải quyết, hãy sử dụng ngày này để hành động, vì mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn so với những ngày khác. Về tài lộc. Tài lộc trong ngày 15 âm lịch khá ổn định, đặc biệt đối với những người đang kinh doanh hoặc đầu tư, đây là thời điểm tốt để kiểm soát các nguồn tài chính, đánh giá lại các khoản đầu tư hiện tại và có thể quyết định mở rộng thêm nếu cần thiết. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc chi tiêu và đầu tư lớn. Về gia đạo. Ngày 15 âm lịch là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Cô bác có thể tận dụng ngày này để tạo thêm sự kết nối với con cháu hoặc tổ chức những hoạt động chung để gia đình thêm phần gần gũi. Nếu có những mâu thuẫn nhỏ trước đây trong gia đình, hãy dùng ngày này để hòa giải, giúp mọi việc êm ấm và gia đình hạnh phúc hơn. Về sức khỏe. Sức khỏe trong ngày này cần được chú ý, đặc biệt đối với những ai có tiền sử bệnh về xương khớp hoặc huyết áp. Thời tiết thay đổi có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định, vì vậy, cô bác cần lưu ý chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý và duy trì việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Ngày 20 tháng 10 âm lịch, ngày này dưỡng tài lộc và gia đạo. Về sự nghiệp. Đối với những người vẫn còn tham gia công việc, ngày 20 âm lịch sẽ là thời điểm lý tưởng để giải quyết các công việc quan trọng hoặc tiến hành các dự án lớn. Cô bác sẽ có cơ hội được hỗ trợ bởi những người có uy tín và những nỗ lực trước đó sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy tận dụng thời gian này để tiến hành các công việc cần sự tập trung và đầu tư lớn. Về tài lộc. Ngày 20 âm lịch là ngày dưỡng tài lộc, sẽ rất phù hợp cho việc kinh doanh đầu tư. Những cô bác đang có kế hoạch đầu tư lớn hoặc mở rộng kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày này. Cơ hội sinh lời là rất cao, các khoản đầu tư mang lại kết quả tốt. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định mạo hiểm. Về gia đạo. Ngày 20 là ngày mà tình cảm gia đình được đề cao. Những buổi sum họp, trò chuyện giữa các thành viên trong gia đình sẽ mang lại không khí vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có thể, cô bác nên dành thời gian để tổ chức các hoạt động gia đình như ăn uống, du lịch ngắn ngày để tạo thêm sự gắn kết với con cháu. Về sức khỏe. Trong ngày này, sức khỏe của cô bác tương đối tốt, nhưng cần lưu ý đến chế độ ăn uống, đặc biệt là giảm thiểu các thực phẩm có hại cho hệ tiêu hóa. Vận động nhẹ nhàng và nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp cô bác cảm thấy khỏe mạnh và tươi tắn hơn. Dưới đây là ngày xấu trong tháng 10 âm lịch 2024 mà tuổi Nhâm Tý sinh 1972 cần thận trọng. Đó là ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày mùng 3 tháng 10 âm lịch. Ngày xấu, cần cẩn trọng về tài lộc và sức khỏe về sự nghiệp. Vào ngày mùng 3 âm lịch, những cô bác tuổi Nhâm Tý còn đang làm việc hoặc tham gia các hoạt động kinh doanh cần đặc biệt thận trọng. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa ra các quyết định quan trọng. Mọi việc có thể gặp trắc trở, khó khăn không lường trước, dẫn đến kết quả không như mong muốn.
Nếu cô bác đang quản lý các dự án thì nên tránh khởi sự hoặc đưa ra các kế hoạch mới trong ngày này, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ với đối tác. Thương thảo hợp đồng cũng cần hoãn lại nếu có thể, vì vận khí của ngày này không ủng hộ cho sự thành công. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu thì ngày mùng 3 âm lịch có thể mang lại cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Những kế hoạch cá nhân như đi du lịch, tham gia hoạt động xã hội cũng có thể bị ảnh hưởng bởi những sự cố nhỏ hoặc bất tiện không mong muốn. Về tài lộc, tài lộc trong ngày mùng 3 âm lịch không được thuận lợi. Cô bác cần cẩn trọng trong việc chi tiêu và quản lý tài chính. Những ai đang đầu tư kinh doanh nên tránh đưa ra quyết định mở rộng hay đầu tư lớn, bởi trong ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các vấn đề phát sinh ngoài dự tính. Nếu cô bác đang có kế hoạch mua sắm hay đầu tư lớn thì nên hoãn lại sang những ngày tốt hơn để tránh gặp rủi ro không đáng có. Với những người đang nghỉ hưu thì ngày này có thể gặp phải những khoản chi tiêu không mong muốn hoặc bị ảnh hưởng bởi các khoản phí phát sinh từ con cháu. Cô bác nên chú ý giữ vững lập trường, tránh bị chi phối bởi những yếu tố ngoại cảnh khiến tình hình tài chính gặp khó khăn. Về gia đạo, trong ngày mùng 3 âm lịch có thể không mang lại bầu không khí vui vẻ như mong đợi. Các thành viên trong gia đình có thể dễ xảy ra những xung đột và hiểu lầm không đáng có. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô bác với con cháu có thể gặp một số vấn đề nhỏ do sự khác biệt về quan điểm sống, thế hệ. Đây không phải là ngày tốt để bàn luận về những chuyện quan trọng trong gia đình. Những quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tạo ra mâu thuẫn. Cô bác nên giữ bình tĩnh, lắng nghe và giải quyết mọi chuyện một cách nhẹ nhàng để tránh gia tăng căng thẳng. Về sức khỏe, ngày mùng 3 âm lịch sức khỏe của cô bác cần được chú ý. Đặc biệt đây là thời điểm dễ gặp các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc các bệnh về xương khớp do thời tiết thay đổi. Cô bác cần chú ý chế độ ăn uống, tránh ăn những thức ăn lạ hoặc khó tiêu. Việc nghỉ ngơi đầy đủ và giữ gìn thân thể ấm áp cũng rất quan trọng để tránh những cơn đau khớp hoặc cảm lạnh. Ngày mùng 5 tháng 10 âm lịch, tức ngày mùng 5 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Quý Dậu, hắc đạo trực bế, không nên làm những việc quan trọng. Ngày mùng âm lịch là ngày đại kỵ, rất dễ gặp khó khăn trong mọi việc. Về sự nghiệp, ngày mùng 5 âm lịch là ngày có vận khí rất xấu, do đó những cô bác tuổi Nhâm Tý còn đang làm việc cần tránh tiến hành các công việc lớn, đặc biệt là những công việc liên quan đến tài chính, hợp đồng, dễ có khả năng gặp phải những sai sót hoặc những tình huống không mong đợi, gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu bắt buộc phải làm việc. Cô bác nên hết sức cẩn trọng, rà soát kỹ lưỡng từng chi tiết để tránh sai lầm. Đây cũng không phải là thời điểm phù hợp để khởi động các dự án mới hoặc hợp tác với đối tác mới. Về tài lộc, ngày mùng 5 âm lịch là ngày xấu về tài lộc. Cô bác cần tránh chi tiêu lớn hoặc thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng. Nếu có kế hoạch đầu tư hay mở rộng kinh doanh, hãy tạm hoãn hoặc cân nhắc kỹ lưỡng, bởi ngày này dễ gặp phải thất thoát tài chính hoặc các sự cố liên quan đến tiền bạc. Đặc biệt, cần tránh vay mượn hoặc cho vay tiền trong ngày này để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể không ổn định, các khoản thu nhập từ con cháu hoặc trợ cấp có thể gặp chút trục trặc, gây ra tình trạng tạm thời thiếu hụt tài chính. Đây là lúc cô bác cần quản lý tài chính một cách cẩn trọng hơn để tránh các rủi ro không mong muốn. Về gia đạo, ngày mùng 5 âm lịch có thể mang lại không khí căng thẳng trong gia đình. Cô bác có thể gặp phải những xung đột nhỏ với con cháu do sự khác biệt trong quan điểm sống hoặc những bất đồng về việc chăm sóc, nuôi dạy thế hệ sau. Nếu không khéo léo xử lý, những mâu thuẫn này có thể leo thang và gây ra những tổn thương tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Do đó, cô bác cần giữ bình tĩnh, lắng nghe và thấu hiểu, tránh nóng giận hoặc áp đặt quan điểm cá nhân lên con cháu. Về sức khỏe, ngày này, sức khỏe của cô bác tuổi Nhâm Tý cũng dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao, cần tránh làm việc căng thẳng hoặc quá sức. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và chăm sóc bản thân. Đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và phòng ngừa kịp thời những vấn đề tiềm ẩn. Ngày 11 tháng 10 âm lịch, tức ngày 11 tháng 10 năm 2024 dương lịch, ngày Kỷ Mão, hắc đạo trực định, không may mắn để làm những việc quan trọng. Ngày 11 âm lịch là ngày xấu, hãy cẩn thận trong mọi quyết định. Về sự nghiệp, đối với những cô bác tuổi Nhâm Tý vẫn đang làm việc thì ngày 11 âm lịch là ngày mà mọi quyết định cần phải thận trọng. Công việc có thể gặp phải những trở ngại không lường trước được hoặc bị tác động bởi các yếu tố ngoại cảnh, gây ra sự chậm trễ, sai sót.
cô bác nên tránh ký kết hợp đồng hay đưa ra quyết định quan trọng trong ngày này, vì có thể gặp phải các rủi ro về pháp lý hoặc tài chính. Đây là thời điểm tốt để xem xét lại kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp hơn, thay vì tiến hành các bước đột phá. Về tài lộc, tài lộc trong ngày này không thuận lợi. Những cô bác đang kinh doanh nên thận trọng với các quyết định đầu tư, mở rộng kinh doanh, vì ngày 11 âm lịch có thể mang lại những rủi ro về tiền bạc, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà cô bác chưa có kinh nghiệm hoặc thiếu sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu có thể, nên tạm dừng các hoạt động đầu tư lớn và dành thời gian để tìm hiểu thêm trước khi ra quyết định. Về gia đạo, ngày 11 âm lịch cũng là ngày dễ xảy ra những xung đột nhỏ giữa các thành viên. Những mối quan hệ giữa cô bác và con cháu có thể gặp chút trắc trở do sự khác biệt trong cách nhìn nhận cuộc sống. Đây là thời điểm mà sự nhẫn nhịn và thấu hiểu sẽ giúp duy trì hòa khí trong gia đình. Nếu có thể, cô bác nên tránh thảo luận các vấn đề quan trọng. Thay vào đó, hãy dành thời gian để thư giãn và chăm sóc bản thân. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác trong ngày 11 âm lịch có thể không ổn định, đặc biệt là đối với những ai có tiền sử bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa hoặc huyết áp. Việc duy trì chế độ ăn uống hợp lý, tránh các món ăn nhiều dầu mỡ và đồ ăn cay nóng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe của cô bác trong giai đoạn này. Đồng thời, cô bác cần chú ý đến giấc ngủ, tránh thức khuya và giữ cho tinh thần thoải mái. Ngày 23 tháng 10 âm lịch là ngày xấu, tức ngày 23 tháng 11 năm 2024 dương lịch, ngày Tân Mão, hắc đạo trực định, không thuận lợi để thực hiện những dự định quan trọng. Dễ gặp khó khăn về sự nghiệp và sức khỏe. Về sự nghiệp, ngày 23 âm lịch là một ngày mà cô bác tuổi Nhâm Tý cần cẩn trọng trong mọi quyết định liên quan đến công việc. Những cô bác vẫn đang tham gia công việc có thể gặp phải khó khăn và trở ngại không mong muốn, làm ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả công việc. Đây không phải là thời điểm tốt để tiến hành những cuộc họp quan trọng hoặc ký kết hợp đồng. Cô bác nên hạn chế các quyết định mang tính chất bước ngoặt và tìm cách hoàn thiện những nhiệm vụ còn tồn đọng. Nếu cảm thấy bối rối hoặc thiếu tự tin trong công việc, hãy tham khảo ý kiến từ đồng nghiệp hoặc cấp trên để có thêm góc nhìn và hướng giải quyết. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, ngày này có thể mang lại cảm giác bức bối hoặc thiếu hài lòng với những hoạt động hiện tại. Có thể sẽ xuất hiện những sự cố trong việc quản lý tài chính cá nhân hoặc dự án mà cô bác đang tham gia. Lời khuyên dành cho các cô bác là nên giữ tinh thần lạc quan và tìm cách giải quyết các vấn đề một cách khéo léo, tránh để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Về tài lộc, ngày 23 âm lịch tài lộc không được thuận lợi, cô bác cần chú ý hơn trong việc quản lý tài chính, tránh những giao dịch lớn hoặc đầu tư không chắc chắn. Ngày này không thích hợp cho các quyết định tài chính quan trọng, bởi rất dễ xảy ra rủi ro hoặc những mất mát không đáng có. Nếu có những khoản thu nhập từ đầu tư hoặc công việc, cô bác nên kiểm tra kỹ lưỡng và đừng để cảm xúc dẫn dắt quyết định tài chính. Đối với những cô bác đã nghỉ hưu, tài chính có thể gặp khó khăn, các khoản trợ cấp hoặc nguồn thu nhập từ con cháu có thể không ổn định. Lời khuyên là cô bác lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh xa những cám dỗ mua sắm không cần thiết trong giai đoạn này. Hãy nhớ rằng, sự kiên nhẫn và kiểm soát tài chính là chìa khóa để vượt qua những khó khăn này. Về gia đạo, ngày 23 âm lịch cũng có thể gây ra những căng thẳng trong gia đình. Những cuộc tranh cãi nhỏ có thể xảy ra giữa các thành viên, đặc biệt là giữa cô bác với con cháu. Những bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy và chăm sóc có thể khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. Do đó, cô bác cần tránh đưa ra những lời chỉ trích hoặc áp đặt quan điểm của mình. Thay vào đó, hãy khuyến khích việc lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau để tìm ra giải pháp tốt nhất. Nếu có thể, hãy dành thời gian thư giãn cùng gia đình, tham gia các hoạt động chung để cải thiện bầu không khí trong gia đình. Những buổi trò chuyện cởi mở, chân thành có thể giúp xoa dịu những căng thẳng, tạo nên sự gần gũi và gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình. Về sức khỏe, sức khỏe của cô bác tuổi Nhâm Tý cần được chú ý trong ngày này. Đây có thể là ngày dễ gặp phải những vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý như căng thẳng, lo âu. Những người có tiền sử bệnh tim mạch hoặc huyết áp cũng nên cẩn trọng, vì dễ xảy ra tình trạng căng thẳng, làm tăng huyết áp. Hãy nhớ rằng, việc giữ tinh thần thoải mái, lạc quan là rất quan trọng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và thư giãn. Ngoài ra, cô bác nên chú ý đến chế độ ăn uống hàng ngày, tránh xa những thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp nâng cao sức đề kháng mà còn cải thiện tâm trạng, giúp tinh thần thoải mái hơn.
Quý cô bác tuổi Nhâm Tý sinh 1972 thân mến, bên cạnh việc biết trước được những ngày tốt xấu trong tháng 10 âm lịch 2024, cô bác cũng nên quan sát kỹ xung quanh mình xem có xảy ra những hiện tượng sau đây hay không, vì nó chính là những dấu hiệu cảnh báo xấu cho tài vận và gia đạo của quý cô bác trong tháng 10 âm lịch. Cô bác hãy cùng theo dõi ngay những dấu hiệu tâm linh cảnh báo xấu cho con giáp tuổi Nhâm Tý sinh 1972. Các cô bác đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, do đó, cần phải tinh tế và nhạy cảm với những dấu hiệu tâm linh xung quanh. Những dấu hiệu này không chỉ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp, tài vận, gia đạo và sức khỏe, mà còn có thể là những thông điệp từ vũ trụ, nhắc nhở các cô bác cần phải chú ý và điều chỉnh cuộc sống. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Nếu thấy video này hữu ích, cô bác có thể dành chút thời gian ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ video này tới những người thân yêu của mình, để cùng nhau đón những điều may mắn trong tháng 10 âm lịch 2024 này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác ở các video tiếp theo.